Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel và tự động tô màu những dữ liệu trùng nhau. Giả sử mình có một bảng số liệu sau. Bây giờ mình muốn tìm ra những tên trùng nhau. Để làm việc này, đầu tiên các bạn bôi đen vùng chọn. Sau đó vào thẻ Home. Các bạn vào Condition Formatting. Chọn Highlight Cone Ruler. Các bạn chọn Duplication Value. Tại cột này, các bạn chọn những màu. Khi phát hiện dữ liệu trùng nhau, nó sẽ tô màu đó. Ví dụ ở đây là màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Giả sử mình chọn màu đỏ thì toàn bộ những dữ liệu trùng nhau nó sẽ hiện màu đỏ. Để các bạn có thể thấy kết quả. Ở đây có Nguyễn Văn Hùng này. Nguyễn Văn Hùng 1, Nguyễn Văn Hùng 2, 3 Nguyễn Văn Hùng trùng nhau. Vương Thị Liên 1, Vương Thị Liên 2, người có Vương Thị Liên. Hoặc mình có thể chọn những xe có biển số giống nhau. Tương tự các bạn cũng đôi bôi vùng chọn. Vào thẻ Home, Condition Formatting. Đây có hai xe trùng nhau. Giả sử khi các bạn xóa một xe đi thì nó không còn dữ liệu trùng nhau nữa, nó sẽ tự mất màu. Để bỏ chức năng này, các bạn có thể bôi đen vùng chọn, chọn lại. Các bạn vào Clear Ruler. Các bạn xóa đi. Và các này các bạn cũng có thể áp dụng cho những trường hợp. Ví dụ mình có một danh sách, khi mình muốn đánh một dữ liệu là vào đó, nếu trùng nhau là sẽ báo cho mình biết. Ví dụ ở đây mình muốn đánh thêm số xe 63A04292 thì nó sẽ biết cho chúng ta biết xe này đã có trước đó. Ví dụ thêm một xe nữa 71A02146. Khi mình xóa đi thì tự nhiên màu nó sẽ mất. Thật sự mình đánh tên vậy, Phạm Vi Hồng Hạnh. Hồng Hạnh, Phan Thị Hồng Hạnh. Lý do không được là lúc đấy do các bạn đã clear. Đây, lúc đấy các bạn đã clear vùng chọn. Tức là các bạn đã xóa chức năng đó đi rồi. Bây giờ các bạn bôi đen lại. Rồi. Ví dụ như là Trịnh Thị Nga ha. Đây có một Trịnh Thị Nga này.
Mình đánh thêm Trịnh Thị Nga. Cái này chắc phải bố đen tắt không? Trịnh Thị Nga. Rồi các bạn phải bôi đen tất vùng chọn. Các bạn phải bôi đen trước vùng chọn thì nó mới hiểu. Bài hướng dẫn của mình hôm nay đến đây xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn bấm nút đăng ký để nhận những video tiếp theo.